Đâu không tính tiếng. Đó, khách của cô Lê là ngồi ăn gia chiến các bạn này. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Rồi, mến chào tất cả quý vị các bạn. Chiều hôm nay bây giờ là 16:30 nhé. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên ngay con đường Hai Bà Trưng các bạn, ngay góc ngã tư đường Hai Bà Trưng và đường Nguyễn Văn Chiêu. Đấy. Hôm nay mình đi ngang qua đây ngay góc ngã tư này thì em thấy ở đây có một cái nồi canh bún, bún riêu canh bún gốc Huế rất là hấp dẫn và khách đang ăn rất là đông các bạn. Đó, các bạn trẻ đang ngồi ăn rất là đông các bạn thấy không? Giờ Kiên sẽ lại đó xin chị quay chia sẻ cả nhà cái nồi canh bún bún riêu ở đây nhé. Nói chung là buổi hôm nay Sài Gòn thì cũng đang khá là nắng, tầm 35-36 độ các bạn. Thì chúng ta sẽ cùng lại thưởng thức cái nồi bún riêu cua canh bún riêu ở đây nhé. Trước khi mà khám phá cái nồi canh bún riêu ở đây thì quý vị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh để mỗi lần Kiên ra video mới thì quý vị là người nhận được sớm nhất ha. Ở đây là ngay gần với lại cái phố ăn vặt, ngay gần cái phố ăn vặt các bạn này, đường Nguyễn Văn Chiêu nhé. Đây cái dãy phố ăn vặt ở bên này này. Đây là xe canh bún cô Lê các bạn. Địa chỉ ở đây là 133 đường Hai Bà Trưng. Đó, canh bún cô Lê nhé. Thì các bạn thấy là đây là có các anh chị, các bạn đang xếp hàng, đang ngồi ăn này. Ăn theo kiểu dã chiến đấy các bạn. Đó, ăn theo kiểu dã chiến. Canh bún cô Lê. Đây, đây là cái rổ rau muống luộc các bạn. Này, cái nồi canh bún trong này này, nó hấp dẫn quá hả? Cái này là có mắm me này, cái này là có ớt, rồi mắm tôm, này là ốc này các bạn này. Đây là cô Lê này. Hôm bữa là cô bán ở góc bên này, giờ cô chuyển sang gần gần đây rồi cô. Hôm bữa là cô bán góc ngay góc cái góc đường, bây giờ là cô lại đây gần đây xíu này. Đây cô bán, cô Lê bán từ mấy giờ cô Lê nhỉ? 3:30. 3:30 là có ha. 3:30 có bán đến mấy giờ là hết? 7 giờ. 7 giờ ha. Đó. Ở đây một tuần cô Lê nghỉ ngày nào không? Hay ngày nào cũng bán? Dạ. Lâu lâu có nghỉ. Lâu lâu là có nghỉ, mệt quá nghỉ ngày ha. Một phần như này là bao nhiêu cô Lê nhỉ? Phần bình thường 25 ngàn. 25 ngàn. Ngay trung tâm luôn mà bán 25 ngàn mà. Đây là riêu cua nguyên chất đúng không cô? Riêu cua hấp dẫn các bạn. Thơm quá. Rất là thơm luôn. Ở đây cô bán cho đa số là các anh chị văn phòng á. Văn phòng là các em sinh viên này kia. Đó. Bên này là có chả, chả cây, chả Huế luôn cô ha. Cô Lê là người Huế luôn ha. Đây là mình bán ở đây được bao nhiêu năm rồi cô Lê? Lâu rồi, 20 mấy năm. 20 mấy năm rồi, giờ 20 mấy năm rồi. Gần 30 năm. Gần 30 năm rồi. Thế là cô, nhà cô mấy xe này nè? Một xe này thôi đúng không? Có, em cô bán, chị cô bán. Có nhiều xe mà. Nhưng mà là với địa điểm khác. Đúng rồi. Dạ. Em bỏ mình đến đây hả? Cái bên trên đây các bạn thấy là có đậu hũ này, có huyết này,
rồi bên dưới trong nồi là có dưa cua, cô bỏ lộn luôn ha, bỏ trong nồi luôn, quá ngọt nước luôn. Không rau, nhiều anh nha. Anh đây là con cô hả? Con trai cô. Hai mẹ con bán. Phần này đầy đủ vậy 25 cô ha. Phần đó cũng 25 đúng không? Không, cái này là 30. 30. À. Một cái chả là 25. Một chả 25. À, hai chả 30. Đây là chú này. S4 là chú bỏ vào á. Ở đây cô có bán trên app không? Hay là có app gì cô? À, có BeFood. Các bạn có thể là lên app đặt cũng được ha. Không chả nó làm. Đây trên kia cũng ok đó, sạch đó. Có người mướn kia chịu qua. Có nhiều ớt à. Ở bên dưới đây cái nồi là con nấu bằng bếp ga các bạn. Ga nên là nó sôi lúc nào nó cũng nóng hết trơn đó. Ở đây ăn ngồi giã chiến ha. Đa số khách mua mang về nhiều. Ăn ở đây thì có ghế ngồi giã chiến các bạn. Ngày nào cô bán có một món này thôi đúng không cô? À, có một món thôi chứ không có đổi món. Dạ. Ốc này là cô xào sẵn rồi ha, xào gia vị hết rồi này. Ốc xào xả ớt. Ngay quận 1 có cái xe đồ ăn ngon này là nó quá tiện lợi cho các anh chị văn phòng, các bạn sinh viên, giá rẻ bình dân. Dạ. Ừ. Mình bán lâu rồi nên là nó cũng du di á, quen du di rồi chứ mà bán mới bán thì khó lắm. Dạ. Dạ. À. Khách của cô Lê là ngồi ăn gia chiến các bạn này. Ngay phía trước cái tòa nhà này đang bảng cho thuê này. Anh em muốn gì ngồi đây nhé. Em một cái bún không ốc không biết. Ngồi đây nè. Bún chả bắt con nè. Tháng 3 triệu. Đây các bạn là địa chỉ đây nhé. Nhưng mà các bạn đến đây mà thấy không thấy cô Lê, các bạn có thể gọi qua số điện thoại này này. Đó, coi cô đang đứng ở đâu nhé. Chứ bán vỉa hè thì là cũng chỗ đứng là nhiều khi cũng không cố định được. Nên rổ rau muống. Thôi đầy đủ, đem về, hộp. Hộp nha, ở bịch nha. Thế hôm qua đi nha. Trời ơi,
Ok, hỏi 150 này nha, đẹp trai ơi. Hai hộp. Hai hộp. Hộp nha, có được nha. Hôm nay chậm hơn được cô ha. Không biết là lý do vì sao cô nhỉ? Bây giờ chắc là kinh tế cũng khó khăn hay là công nhân doanh nghiệp người ta cũng dạ ít đi làm. Ngày xưa là cô bán là còn đông nữa các bạn, bây giờ là chưa. Giờ là vắng hơn. Dạ. Hôm nay con quên hỏi là cô bán từ mấy giờ nhỉ? 3 rưỡi mới có đó. Tới 7 giờ. Hôm nay hỏi rồi mày quên. Lấy em một tô buổi trưa bán được nhiêu ạ? Dạ, buổi trưa là chỗ khác. Một tô như 4 cặp thôi. Buổi trưa là cô bán phía trên đây hả? À, buổi trưa là cô bán ngay số 2 Lý Tự Trọng nha các bạn. Còn 3 giờ là về đây. Đó. Các bạn ăn buổi trưa thì có thể là qua số 2 đường Lý Tự Trọng quận 1 nhé. Anh em đi anh. Anh chị nào ăn buổi trưa thì gọi điện cho cô, nếu mà không biết địa chỉ số 2 Lý Tự Trọng là bên này luôn, cô gần đây quá. Đúng rồi, à, ngay gần Tô Đức Thắng hả? Buổi trưa là bán văn phòng, nói chung buổi chiều cũng bán văn phòng luôn nhưng mà bán hai chỗ khác nhau. Các anh tìm ốc huyết. Huyết đây là vô bán là chất lượng. Cúng nhiều rau. Tát làm con tô đầy đủ rồi, ít bún nhá. Mình đầy đủ không, thẳng ở đây.
nhà em lấy gì hả? Mua bà cũng có một có hai con. Không có hả? Hai mươi tô trừ đi 18 tô còn 2 tô. Mình gọi nãy giờ nhưng mà cũng đang khách rất là đông các bạn ạ. Các bạn chờ đợi tầm 15 phút mới có.
Em đi. Không anh. Rồi các bạn, mình gọi một cái tô này này, cô làm cho mình là tô này là tô 25.000 nhé. Có diều cua này. Rồi đậu hũ này. Chả cây này. Có ốc này các bạn này. Có ốc này các bạn. Rồi có huyết này. Huyết này. Đó, đây có rau muống này. Rồi mời các bạn nhé. Ăn dã chín vỉa hè các bạn. Nước lèo rất là ngon. Nước lèo nó ngọt thanh các bạn. Nước lèo phê lắm. Nước lèo ngọt, ngọt thanh. Cái này có ốc này. Nước lèo rất là đậm đà các bạn. Chợ bún cũng là chợ vừa. Huyết ăn nó mềm. Ăn mềm mà nó thơm á. Nói chung là cái nồi canh bún này rất là ngon, hút khách các bạn. Này là diều cua nguyên chất này. Thơm lắm, thơm mà nó ăn nó bùi bùi và béo. Trong này không có pha nhiều đâu các bạn, như cua này là không có pha nhiều, ăn không ngán. Anh có tô nhiều bún hay là sao anh? Ăn nhiều bún luôn. Rồi ốc. Ốc xào xả. Ốc nó giòn thơm. Nước lèo ăn rất là cuốn các bạn. Diêu cua này ăn nó phê nghiền luôn á. Diêu cua này. Lúc này mình ăn, mình thích ăn mình có thể gọi thêm. Gọi thêm 5.000, 10.000 nhé. Các con nó giòn.
các bạn thấy cái tô của mình không? Chanh bún ở đây ăn rất là ngon đấy các bạn. Rất mềm mà thơm á. Ăn toàn trong miệng. Lấy chả cây rồi các bạn. Cây ăn nó béo béo, ăn nó thơm mùi tiêu quá. Rồi quý vị các bạn ơi, vừa rồi thì Kiên cũng đã chia sẻ với quý vị một cái nồi canh bún cô lê bán ở địa chỉ là 133 đường Hai Bà Trưng, 133 đường Hai Bà Trưng quận 1 nhé. Một cái nồi canh bún buổi trưa buổi sáng thì cô bán ở ngay bên đường Trịnh Đình Trọng nhé. Còn buổi chiều thì cô bán bên Hai Bà Trưng nhé các bạn. Rất là cảm ơn tất cả quý vị, anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Chúc quý vị xem video vui vẻ và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.